Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với channel của Đỗ Hoàng Sinh nha. Trong video ngày hôm nay thì xin sẽ cập nhật thông tin về cầu thủ Team 2 và dự án Grand Marina Sài Gòn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm hiện nay. Cầu thủ Team 2 được khởi công xây dựng vào ngày 3 tháng 2 năm 2015 với tổng vốn đầu tư gần 3.100 tỷ đồng. Cây cầu có tổng chiều dài 1,4 km, quy mô 6 làn xe, kết nối từ đường Tôn Đức Thắng quận 1 sang khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đến tháng 8 năm 2020 thì cầu Thủ Thiêm 2 đã ngừng thi công, mặc dù đã hoàn thành đến 70% khối lượng công trình. Với việc vướng mắc mặt bằng được tháo gỡ, Sở Giao thông Vận tải đề nghị công ty Đại Quang Minh sớm tập trung máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành công trình trong quý 2 năm 2022. Liên kề với chân cầu Thủ Thiêm 2, ngay tại vị trí của đường Tôn Đức Thắng giao với đường Nguyễn Hữu Cảnh, đó chính là vị trí của dự án Grand Marina Sài Gòn. Dự án này có quy mô 10 hectare, được đầu tư bởi Masteroy Home. Dự án bao gồm 8 tòa căn hộ cao cấp và một tòa tháp văn phòng cao đến 60 tầng. Tòa tháp này có tên gọi là The Sun Tower. Hiện nay thì ngoài tòa nhà đầu tiên đã xây dựng lên đến tầng 20, những tòa còn lại được chủ đầu tư đang tập trung xây dựng phần hầm. Giá bán của các căn hộ tại dự án này dao động từ 12.000 cho đến 15.000 đô trên một mét vuông. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu quan tâm về dự án này thì hãy liên hệ tới số điện thoại của Sinh trên màn hình hoặc kết bạn Zalo với Sinh để Sinh có thể chia sẻ thêm những thông tin chi tiết hơn nhé. Và như vậy thì video cập nhật thông tin về dự án cầu Thủ Thiêm 2 và Grand Marina Sài Gòn của Sinh đến đây cũng đã kết thúc. Quý vị và các bạn có thắc mắc hay cần thông tin gì thêm thì hãy để lại bình luận ngay bên dưới hoặc liên hệ tới số điện thoại của Sinh trên màn hình. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video cập nhật mới nhất. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.